Thì trung bình mình nghĩ là một buổi mình tập là khoảng 1 tiếng rưỡi, thì chắc cũng sẽ vì YouTube với các anh em mình up lên thì nó trong phạm vi khoảng 20 tới 25 phút. Thì một buổi tập mình này chắc cũng sẽ chia sẻ được cho anh em khoảng 4 cái video ha. Rồi, quang bi tự do. Trắng đi trước. Rồi, hên quá không sát băng. Bi này đánh đường nào ha? Để phân tích cái hình bi này thì nhìn sơ lược qua thì mình đo nè. Thí dụ trái trắng đo trái vàng nha. Nếu giờ mình quyết định cúp vàng, trắng đo thẳng vô trái vàng, mà nếu như mình thấy băng dài tức là trái đi bên này cúp nó sẽ không đá, anh em hình dung chưa? Đó, bây giờ hình bi này mà dễ tiện nhất thì đánh đỏ thì nó vẫn có tỷ lệ đá. Cái bi này chỉ có hai đường thôi, cúp vàng hoặc là kẹp nách đỏ thôi, thì mình chọn là cúp vàng đi, cúp trái bi vàng rồi mình mới tính cái điểm trúng. Điểm trúng bên này nhiêu? 3 đi ha, 2 3. À, mỗi ô là 2 thì ở giữa này đây điểm rơi này trúng nè, 3 tới 3 rưỡi, 3 thôi là cho chắc ha. 3 ông ta 3 rưỡi. Rồi. Điểm đánh là đánh vàng cúp vào đây 6 rưỡi. 6 rưỡi khoảng hở này trừ đi 0.5 là còn 6. 6 với 3 là 9. 9 bên kia khoảng 3 rưỡi á. Rồi ăn hơn 9 rưỡi à, bộ cúp 5 rưỡi, mình đang đứng khoảng 5 rưỡi. Giờ 9 rưỡi trừ cho bên kia 3, góc này xiên xuống tính 3 chắc ăn 3 rưỡi thể lòn. Hở khoảng này là khoảng đánh vô đây ta cắt ngang. Nếu cho pin mình đánh vô cái gạch nó cắt vô đây. Hay mình tính lại để pin này không không cẩn thận lắm được à. 6. 6 giảm 0.5 chứ. Này 6 giảm 0.5 thì còn 5 rưỡi. 5 rưỡi ở đây 3 8 rưỡi không? 8 rưỡi 5 rưỡi rồi 3 phê. Tính 3 phê. Yếu 3 rưỡi rồi bắt điểm trúng sai, góc này hơi nhạy cảm xíu được thì cúp chắc về khả năng là nên pha đờ mi nhẹ vô cái này mà này mình đứng chưa tới 5 rưỡi nữa nè, 3 rưỡi phơi. Pha đờ mi nhẹ vô chắc ăn hơn. Ok, 1 điểm. Đánh 2 lần là được 1 điểm thôi. Tính toán thì cái điểm trúng nó mà tính ra nó phải chính xác quan trọng. Rồi bi này cũng khó luôn. Bi này đi đường nào, cúp gãy hay là cô ba, hay là hai gãy ba gãy? Tình huống này thì chắc là cúp gãy dẹo ha. Cho bi nó dẹo nhẹ một cái hụt chạy bi luôn, đuổi vàng lên trển. Bi có phải tính đường chạy bi các anh em. Rồi 1 rưỡi phê dẹo, 1 rưỡi phê dẹo bi. Cái này mà cúp không dẹo nè anh em chú ý nè, nếu mình cúp chứ bi không dẹo á, mình cúp cứng xuống đây nè nó rơi lên á cũng dễ lòn lắm, tại vàng đỏ nó hở lớn hơn. Nếu mình tăng tỷ lệ trúng thôi chứ cái bi này thực tế là khó, chắc trúng được. Dẹo nhẹ đó dữ luôn đâu uổng vậy. Hơi xui hơi xui lại 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 mà hình bi này là phải đánh vậy rồi. 1 rưỡi phê hình này lại đây là mình cần hai phê nè, khoảng hở nè ăn gãy mà cứ cho nó dẹo xíu, dẹo chứ nó dư luôn ta mà hơi dẹo quá đúng không? Đó, ok. Dễ hay lần. Đó, dẹo qua vậy là trúng nha.
rồi nó sẽ nó tạo được cái gốc bi trúng lớn, gốc bi trúng lớn. Những trái bi khó chúng ta phải chịu khó siêng năng tập, ví dụ như mình đánh không trúng mình phải nhìn lại xếp lại hình bi và mình tập lại, mình coi mình điều khiển cái bi chủ như thế nào. Cái bi vừa rồi mình mới đánh đó, là nó có pha đờ mi nhẹ, nó lấn tới, lấn cái tay tới để cho nó tạo cái đường cong, nó ôm lên nó dễ trúng hơn. Rồi với hình bi này chúng ta giải sao đây? Thì quýnh sườn bình thường ha, hình này sườn bình thường. Hình này thì mình bắt điểm trúng thôi, hình này khoảng 10 là nó sẽ về con hai nè. Ok, cho 10 trúng đi, lọt vô khe vẫn trúng, 10, 12 gì cũng trúng hết đó. Ăn trực tiếp cái đỏ luôn. Đây. Rồi, 64. 64 thì 54. Ủa, lộn. Ở đây 60 chứ. Đây 50, 64 này nè. 55. 55, 55. Ok. 55 thì đánh 2 phê. Chết lên xíu đánh 3 phê. Cái này hơi gân nhẹ xíu. Đúng không? Ông này quýnh nó có độ nghiêng á, chúng ta phải đánh cái mũi cơ thấp, đánh 3 phê mình đánh từ đây luôn. Nào, điểm chúng mình xác định là khoảng đây nè. Nào, đây là hợp lý rồi. Nào, rơi từ 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 nè, nó lăn về. Đó, hạn hạn chế bị tuột liền không? Cuốn cái bi xuống, kéo quần lên đó, không tuột được. À, không, bây giờ dễ chờ các bạn, đánh cho điểm chung là chung thôi. À, chịu khó tính xíu, tính nhanh nhanh nha, chứ tính cho em 4 giây tính lâu quá à, anh em chơi mình ta chửi. À, rồi cái bi này đường nào lớn? Có hai đường, một là chúng ta sẽ cúp ăn dưới đây, hai là chúng ta sẽ tán xòe trái vàng về đây, rút cái bi về đây ba băng con. Ba là mình sẽ đánh kẹp nắp đường đỏ đường này, đúng không? Để chúng ta phân tích xem đường nào chúng ta cảm thấy dễ đánh nhất. Thực ra ba ba đường đường nào nó cũng có cái lợi ích ưu của nó hết. Theo mình, theo phân tích độ khó thì siro là khó hơn. Dễ trúng nhất á là tán xòe, quýnh xòe trái vàng về đây là big ball. Còn kẹp nắp trái đỏ thì nó dễ chạm hơn, quýnh vàng thì khó chạm, hơi xa hơn trái đỏ. Muốn trái đỏ thì mình sẽ kẹp nắp vô đây, ôm cua vô, thì cái điểm trúng của nó mình phải tách được trái đỏ ra để né đá nữa. Nên thôi mình quyết định cái bi này đánh kéo con vàng về đi, ba bằng con. Điểm trúng xác định là nhiêu? Khoảng đây, thấy thấy đẹp rồi nè, vi chủ rơi vô đây nè, đúng không? 4,5 phê, 5 phê tầm hướng đó đó. Cú đánh xòe, các bạn nào biết đánh xòe bạn đánh đường đó nha. Còn nếu như mà không đánh được xòe thì mình sẽ đánh đường kẹp nắp bên này. Siro là khó, siro không có dễ. Ok, tập trung vô dứt. Không, đánh xòe bự hơn pitbull. Ừ, thấy không? Y vậy chúng các bạn, đánh y vậy. Sao thấy sao mới đệ không coi hổ ca tập đánh dễ chúng mà anh đi về chúng visa mình thể 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 mình vừa đánh với chính bản thân mình được, mình vừa tập cho tự luyện mình rồi vừa đánh bản thân mình được. Như kiểu đánh cờ tướng là mình không có đánh được thôi, cờ tướng thì không ai chơi mình nữa đó, tại vì cờ tướng là mình giấu âm mưu của mình mà, nên cờ tướng chắc anh em đâu ai đánh mình đúng không? Mà ai biết đánh cờ tướng không? Mình thì cũng đánh cướp luôn, đánh cướp chứ đánh cờ tướng luôn. Đánh visa thì mình tự đập mình được. Giờ tới bị vàng đánh nè, bị vàng đánh sau đây đường này. U cha vì này khó luôn, chứ này hôm qua Sainer đánh hụt luôn nè. Cái bữa coi Sainer đánh với lại anh Trần Quý Chiến hụt cái bi này luôn, chạm trái đỏ khó, né đỏ đá thằng vàng đá thằng trắng nữa, đúng không? Nhìn vậy chứ không phải sườn đâu. Bây giờ mình chọn là mình quýnh dày sâu mũi cơ, nếu mà đánh khéo con đỏ sẽ đi xuyên đường này xuống né đá, còn quýnh mỏng thì nó không tới cũng dễ đá nữa. Ok, chạm dày sâu mũi cơ luôn. Trời, ra mỏng luôn rồi. Đó, kỳ thiệt.
Ơi hình cái này cũng đáng để tập chắc xứng đáng để mình tập cái bi như vậy. Đó, đúng ý đồ. Được, ok. Đúng ý đồ. Vì khó à bạn. Vừa rồi tôi nói khó. Quýnh như vi đó là quýnh nhanh đạn cứng, mũi cơ sâu, dày trái. Mới né đá được, mà mới cuộn vô tạo ra cái hình bi lớn. Rồi trái này đánh đường nào đây? Mấy anh em chỉ tôi đánh đây. Chạm đỏ bị thiếu tay rồi. Chạm trắng thì thiếu gốc. Bao xòe lên. Ok. Tán xòe. Cái này chỉ sợ thằng trắng nó đá mình thôi. Phải khéo làm sao để cho thằng trắng nó không đá mà trái vàng mình vớt vô kè. Trái chủ mình vớt vô kè nó tới tới bằng 40 50 nó xòe xuống. Chỉ còn con đường duy nhất. Đạp xòe nha. Đạp xòe chậm hết gas xuống. Thấy chưa? Đấy, bị chạy đầy uy lực. Ê, đừng có đá. Tới luôn á. Tới nhà luôn. Tới luôn. Chạy bi. Được không? Chạy bi. Tới chạy bi. Quýnh vậy không tới thôi chứ sao giờ. Đúng không? Mà đạp thì phải đạp cỡ đó đó. Mà để vậy nó muốn chết. Bạn ơi. Rồi, tập lại cho đó thôi ha. Đạp xe cái bi này đang thiếu gốc mà. Đâu có dễ. Tạo cho gốc mới mà. Ok. Rồi, tới không? Rồi, né đá luôn rồi. Thành công không? Liếm. Đủ, liếm liền. Đó, xòe xoáy xoáy. Bây giờ vui ha. Tập mình vui lắm, đánh thoải mái. Tự tính toán, tự suy nghĩ. Rồi. Nhiều khi chơi bida đâu nhất thiết phải có người chơi với mình đâu các bạn. Không ai chơi thì mình tự chơi. Cái này giờ chỉ còn con đường duy nhất. Chạm trắng quá khó. Sơn mỏng đỏ hoặc là quýnh đỏ gãy. Quýnh gãy đỏ đường này bitbon nè. Đây nhiều chúng. Dựng chúng này chúng đúng không? Dựng này chúng mình tính cho 30 35 đi. 35 này dựng xuống đây là ok rồi. 35 ăn gãy tính nút số 35 45 45 đánh dùng 10 cái bi có độ nghiêng đúng không. Ủa 30 35 40 45 45 muốn vô 10 rồi đúng rồi đó. Nhất chậm người lên đánh vô con 10 hai gãy. Né đi, ý giữ luôn kìa. Cục kỳ ta. Hơi chồm lên đánh chạm cái tay hơi khó. Đúng không? Đây đúng không? Đây rồi. Bi hơi cuốn lực rồi. Đánh vô con 11 đi. Bàn hơi cứng quýnh mạnh lực quá. Thứ 35 chơi. Con này 33 trúng. Cái này em trúng nó nghỉ tập luôn. Lên đen xuôi. Đó. Ừ. Vậy chứ. Đồ, chúng cái bi này có sượng luôn bạn ơi. Rồi, nhớ thêm hình nữa đó. Nhớ thêm hình luôn, hình này hình auto sượng rồi các bạn, đổi về dậu luôn kìa. Đu, sướng như vậy. Nhớ rồi đó, thuộc cái hình đó trong đầu. Nhiều video mình phải thuộc. Rồi, gân mỏng để cho né đá nha, xoáy nha. Né đá nha. Để trắng nó lên lại chứ không quýnh dậy, trắng nó đá nha. Đó. Trắng lên lại vừa né đá vừa gài sườn. Quá ngon. Tiếp tục. Rồi, pha đờ mi. Dìu cho trắng thêm vòng nữa. Trắng quay lên. Hụt bỏ.
Hụt bỏ nha, tại vì bida hụt không ai cho lấy đâu. Đó, dám gầy sườn mà dám chơi vậy chứ. Chết tôi, che tay rồi. Xui dữ vậy. Thấy không các bạn, thấy không? Tính toán gầy sườn xong rồi nó ra gì thì thôi chứ. Nó trúng kiểu gì nó trúng mà nó kè luôn rồi. Không có tay đánh luôn rồi. Đỏ đi. Ok, cái bi này vẫn còn đánh đỏ được các bạn. Đánh đỏ ăn dưới đây lên. Cái bi này á, thật sự tính đúng số cũng được. Nhưng mà theo mình nghĩ á, đánh bằng cái kinh nghiệm nè. Mình dọn điểm rơi nè. Ở đây nè, điểm trúng á là khoảng 10 à, 8 với 10 nè, 10 đi. Bây giờ con bi này á, mình đánh vô nè theo bộ 50 ngược nè. Xuất phát cái bi mình ra khoảng 50 58 đúng không? Trừ 10 là còn 48 đúng không? Đây 50 nè, cái bi mình rơi vô đây là có khả năng trúng nè, đúng không? Giờ quýnh một băng sao trái vàng rớt đây là có khả năng trúng. 60 luôn chứ. Không, 58 rớt rớt qua cái nút đó xíu, rớt qua con này chút, khu vực này là khả năng trúng nè. Rồi tập trung đánh vô đó. Không, đúng không, điểm rơi nó vậy thôi. Liêm được chết đi tàu. Tính này y như kinh nha. Nhiều khi đó, bộ 50 mà ta biết áp dụng á, nó có nhiều tình huống xử lý hay lắm. Không cần, nhưng mà nếu như các bạn có thêm cái kỹ thuật á, cái kinh nghiệm đánh trái bìu rồi mà hẹn bạn chạm được một băng đó, đánh được một băng, biết chơi một băng tí xíu thôi, mình đánh một băng cũng không hay lắm đâu, biết chơi chút đỉnh thôi. Mà mình nói chung mình đánh gom một băng thì không nhiều, nhưng mà mình đánh để chính xác vô chỗ nào một băng thì ok, mình đánh được. Tiếp tục cái bi này tứ băng ta quýnh xiết dậu không, bén cà phê nha, thoải mái tay nha, ăn dưới lên cái này đố lòn nữa, ngon lòn đi. Ừ chúng đi sườn mà đúng không? Giờ mới khó nè. Ô à, trò này quá khó luôn, chết tôi. Này bộ phải quýnh đảo rồi à, phải không? Đảo đuổi đỏ lên, trắng quay lên lại, vẫn có được một chút sự phòng thủ. Đảo luôn. Đó, cuốn từ từ vô. Đi. Coi cũng được ha. Đảo gì được không anh Thắng Media? Đảo gì được không Sang Đệ? Được. Quá đẹp. Quá đơn giản không? Rồi, cúp luôn. Cúp cái này nha các bạn, cúp cho khéo. Tại vì mình cúp mà ăn dày quá hàng đỏ mà nó chạy dọc lên trên kia rồi nó chạy xuống đá ăn vàng. Hình dung chưa? Mình cúp cái này phải lướt qua, tách thằng đỏ ra xa luôn, cho con đỏ đi ra ngoài luôn mỏng, thì mình phải đi lướt nhanh lên mới được. Đó, lướt nhanh lên hiểu không? Dựng chết tao lòn luôn, bỏ thì nó vậy thôi, xuống tới đó không trúng chịu thôi chứ sao giờ. Dựng lên mà không không mém mà. Rồi tiếp tục cái vàng bẻ cua, gân mỏng bẻ cua, quýnh vào trái đỏ gân mỏng bẻ cua, trái này cũng tương đối khó. Đù, cái bi này có đường đánh ác chiến lắm, nếu mà ghê ghê chúng luôn quýnh biểu diễn cái cho vui ha. Hụt bỏ nha, ke dậu quýnh lăn mặt xê luôn nè. Đó, trời ơi đẹp dữ. May mắn thể thao. Đã trúng luôn rồi. Trời ơi trời. Thôi kệ trúng lấy hả bạn ơi. Đang tập mà đập mà còn có rùa nữa biết không? Trường cam mê mà quýnh rùa lắm nha các bạn. Giờ mình múa dưới mình móc đỏ lên. Chui vô cái lỗ. Lấy sườn luôn. 35 là dướng đỏ. 36 còn dướng không? 36 được rồi. 36 quýnh 3 phê 37. Ồ, không được. 36 thử coi, 36 ok á, xoáy phê. Tia đang nhiêu? Trời, gì chẳng như vậy. Tăng lên luôn rồi. Rồi.
Đánh vô keo luôn rồi. Ok. Chơi thôi. Khe. Ý da. Đau dữ các bạn. Cái đó khỏi tập lại đi ha, tại lỗ nhỏ lắm, hên xui. Đi tiếp. Lấy trắng đánh tiếp. Chơi vui ha. Rồi. Sổ dựng, hướng áp phê. Dài ngắn, ngắn dựng lên là đường bi bitbon nhất rồi đó các bạn ơi, đường này bitbon nhất rồi đó, dựng lên chạy hả, né đâu mày hả, bưởi tụm liền. Nói sao làm vậy nha các bạn, nói y vậy nha. Đó, tiếp tục thì bên này quýnh đường nào dễ chúng ta. Kẹp nách đây hả? Tôi thấy kẹp nách này thấy dễ trúng nhất đó. Bự á, bitbon bây giờ né đá ăn đỏ ha, đá ăn đỏ đá ăn vàng, cúp vàng thì cúp về đây khó canh xa quá. Rồi quyết định gì đi, mấy trúng? 11, 12 trúng, 11 thôi, 11 rồi, bao nhiêu bắt tia vào? 18, 17 quýnh 6. Đánh vô con 6. Thấy không? Hai phê cái bi này nó có góc nghiêng rồi, mỗi phê không bằng hai phê đâu nha. Tình huống này khác nha, mình vẫn quýnh hai phê bình thường nha, nhưng mà nên để phê khô lại. Cho phê áp phê 2 xịt vô trong tí. Đánh vô con 6 đi. À, đúng là đá ăn vàng, vẫn có thể đá ăn vàng nhưng mà đá vẫn trúng các bạn ơi. À, tập mà còn hên nữa, tập bi à, may mắn thể thao hoài vậy, trúng lấy thôi, đánh tiếp. Tính đúng rồi, về điểm trúng đúng rồi, đá vẫn không thoát được. Rồi cái này gài sườn nè, cái này đánh khéo khéo gài sườn được nè, 20 trúng nè. Rồi xài bộ nào, xài bộ đuôi cơ bắt tia tùy các bạn ha, bắt tia 20 cái này vẫn đánh được bình thường. Ok rồi, quá dễ cho bi này rồi. Rồi 33, 23 áp phê, không gì phải suy nghĩ nữa. Thả rơi chứ bi chậm chậm nha các bạn, thì mình gài sườn được nha, đưa đổ và dậu nha, hợp lý không?